quan trọng. Hello anh em, tiếp tục nha. Hôm nay lại lên công việc hàng ngày để cho anh em biết. Đây, vừa làm vừa nghe V6. V6 có rất hay là cái bản 2022 này gần như là không phải can thiệp như các bản trước, là không bao giờ mất nhớ luôn. Radio các cụ mà nghe thì chọn sóng xong rồi thì nó lưu lại thì rất là sướng. Nó hay ở cái chỗ đó anh em nha, giữ 3 giây là lưu này. Đấy, em chọn lưu này. Đấy, chọn sóng này. Rất hay. Giao thông phản ánh trong các chương trình giờ cao điểm và sau đó đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Đó. 90 này. Lưu vào đây 6 kênh luôn. 6 kênh là bên giải FM 1, ấn một phát FM nữa là ra FM 2 thì mình lưu 6 kênh nữa. Này. À. Bác khách Bắc Ninh đâu của bác đây? Em sẽ lên full hai loa hai bên không? Tu bè đèn ở hai bên. Đấy, lên độ đầy đủ dây jack các kiểu và làm USB cổng ra cổng vào cho bác đầy đủ. Con bác khách ở Kim Văn Kim Lũ đấy nha. Đây, Kim Văn Kim Lũ đây, một con đầu màn hình. Tháo xe mới cứng. Bà cũng lên full loa để cho con học tiếng Anh. Đấy. Một bà ở Hồng Mai đây nữa, Nissan V6 full. Đây. Đẹp lắm các bác ạ. Chín mươi trăm các bạn bỏ cái đó đi để mà tại vì qua quá trình các bạn nghiên cứu không à, chắc chắn các bạn có cái điều tra thì ok, cảm ơn anh em đó. Thấy hay chỉ hào phóng để lại cho em một like. Em làm liên tục ngày nào cũng ngồi lọ mọ làm thế này thôi, được anh em ủng hộ là niềm vui rồi. Anh em có thể chơi con V7 này có màn hình kép Mercedes loa toàn giải, giải mã DTS, lốt LED, Bluetooth, điều khiển từ xa, nói chung con bốn chân tiện đầy đủ. Anh em thích thì chơi con này. Xin cảm ơn. Ủng hộ em sơn loa bằng một like.